Dạ em là Hoài Thương, mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đã và đang theo dõi kênh của em Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh Dạ thì quý cô chú và anh chị nào đã đăng ký theo dõi kênh của em thì chắc cũng biết nội dung kênh của em là chuyên cập nhật những mẫu nhà sổ hồng riêng giá rẻ Dạ thì cho em xin được giới thiệu sơ về kênh của mình một xíu để cho quý cô chú và anh chị nào lần đầu theo dõi thì có thể hiểu rõ hơn Dạ thì kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh chuyên cập nhật nhiều mẫu nhà với nhiều phân khúc giá khác nhau từ 500 triệu, 700 triệu, 1 tỷ và trên 1 tỷ Dạ thì toàn bộ những thông tin mà em thương chia sẻ ở video này và tất cả những video trên kênh đều là những thông tin thật 100% Sẽ cụ thể từng chi tiết, sẽ báo giá cũng như là pháp lý rõ ràng cho quý cô chú và anh chị cùng tham khảo và đỡ mất thời gian khi xuống xem nhà trực tiếp Dạ thì ngày hôm nay tiếp tục em Thương lại gửi đến cho quý cô chú và anh chị mình cùng tham khảo thêm một căn nhà sổ hồng riêng giá rẻ với diện tích là ngang 4, dài 15, chỉ hơn 1 tỷ một chút xíu thôi. Cam kết rẻ nhất trong khu vực này, chỉ một căn duy nhất thôi nha quý cô chú và anh chị. Nhà mình thì thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Nước, tỉnh Long An, cách chợ Bình Chánh đúng 7 cây số. Còn nếu quý cô chú và anh chị mình tính từ đoạn đường 826 nói dài với đinh nước thiện, cụ thể là ngã tư Sài Đôi thì từ ngã tư Sài Đôi vô nhà mình đúng hai cây số nữa thôi. Dạ thì bây giờ em thương mời quý cô chú và anh chị mình vào chi tiết của ngôi nhà Dạ thì nhà mình được xây dựng cao hơn mặt đường rất là sạch sẽ Đường trước nhà là đường đổ nhựa khoảng là 5m Mặt trước của ngôi nhà thì cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ và sang trọng Cửa chính ngôi nhà được chọn là loại cửa sắt 4 cánh bằng sắt rất là chắc chắn với diện tích là ngang 4, dài 15, nhà được xây dựng hoàn toàn trên đất thổ cư 100%, trần được làm là trần la phong thạch cao trực cấp, được trang trí bởi những bóng đèn lon rất là đẹp. Nhà được xây dựng là tường riêng, móng riêng, đúc thật rất là chắc chắn và kiên cố. Dạ thì ngôi nhà này đã có sổ hồng riêng sẵn sàng, quý cô chú và anh chị mình mua là có thể đi sang tên công chứng luôn trong ngày thanh toán. Căn nhà này thì do chính gia chủ gọi cho em thương muốn bán vì lý do đang rất kẹt tiền, hạ giá 300 triệu so với mức giá ban đầu. Trong khu vực này quý cô chú và anh chị mình sẽ không tìm được căn nhà thứ hai với mức giá này đâu. Dạ thì với một mức giá cực kỳ là thiện chí, muốn bán gấp bán nhanh, 1 tỷ 400 triệu còn thương lượng. Dạ thì với chiều dài ngôi nhà là 15 m, không gian phòng khách rất là rộng rãi rồi. Dạ thì không gian bếp của mình cũng vậy rất là thoáng. Được gắn sẵn cho mình là một kệ tủ bếp trên, một kệ tủ bếp dưới, mặt bếp thì được ốp gạch sạch sẽ, xung quanh thì được dán gạch trên rất là cao. Quý cô chú và anh chị mình nấu ăn mà có lọ bị văng bắn thì cũng rất là dễ lau chùi. Nhà của mình thì phía sau được chừa một khoảng sân cũng khá rộng, bên ngoài thì cũng đã được lát gạch chống trong rêu, được chừa cho mình các đường ống để mình tiện sinh hoạt. Dạ thì phần sân sau này có thiết kế sẵn cho mình một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Nhà vệ sinh này thì bên trong cũng được ốp lát gạch cực kỳ là sạch sẽ. Các thiết bị vệ sinh cơ bản như bồn rửa tay, bồn vệ sinh, hoa vội hoa sen đều được lắp đặt sẵn. Nhà của mình thì điện nước đã có sẵn Quý cô chú và anh chị mình mua là có thể dọn đồ vào ở ngay Dạ thì cũng như nhà mình là nhà trống Quý cô chú và anh chị mình rất là tiện bố trí nội thất theo nhu cầu của gia đình mình Dạ thì với vị trí ngôi nhà này cách bán kính khoảng trong vòng 2 cây số trở lại thôi là quý cô chú và anh chị mình có đầy đủ các tiện ích như là chợ, trường học các cấp, bách hóa xanh, thế giới di động hay là các khu vui chơi giải trí thì có rất là nhiều. Dạ thì để tiếp tục tìm hiểu chi tiết của ngôi nhà này như thế nào thì mời quý cô chú và anh chị cùng theo chân em thương bây giờ mình lên không gian ở trên lầu. Dạ thì lối đi cầu thang cũng rất là rộng rãi. Bên tay trái em thương là gia chủ đã lắp sẵn cho mình một kệ tủ để mình đựng những vật trang trí cho không gian gia đình mình đẹp hơn. Còn tay cầm thì bằng gỗ, kính gần lực chắc chắn. Dạ thì tổng diện tích ngôi nhà mình là ngang 4 và 15 Nhà được thiết kế cho mình là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh Thì lúc nãy mình đã có một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt rồi Không gian trên lầu thiết kế cho mình là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh được đặt ở giữa tiện cho mình việc sử dụng chung hai không gian phòng ngủ thì đều có thiết kế chừa cho mình cửa sổ và ban công cực kỳ là thông thoáng mát mẻ và đây là không gian phòng ngủ đầu tiên được chừa cho mình một ô cửa sổ Với diện tích này cũng khá rộng rãi Quý cô chú và anh chị mình có thể để vừa một cái giường thêm một cái tủ quần áo thì cũng rất là hài hòa các đường dây điện ổ điện cũng như là đường dây chờ máy lạnh cũng đã được chừa sẵn mình về thì lắp theo nhu cầu cần sử dụng của gia đình cửa được chọn là loại cửa gỗ chỉ với 700 triệu là quý cô chú và anh chị mình có thể sở hữu ngay căn nhà sổ hồng riêng này rồi giá đúng là 1 tỷ 400 triệu quý cô chú và anh chị còn được gặp chính chủ để thương lượng lại giá cả Dạ thì đầu video em thương có quay cho quý cô chú và anh chị mình xem rồi. Nhà mình thì nằm trong một khu dân cư cực kỳ là đông đúc. Quý cô chú và anh chị sẽ không tìm được căn nhà nào thứ hai rẻ như thế này đâu. Dạ, em thương chỉ có một căn duy nhất này thôi. Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Dạ thì nếu hiện tại quý cô chú và anh chị đang có nhu cầu cần tìm nhà khu vực Giáp Bình Chánh, diện tích rộng rãi, nhà sổ hồng riêng mà giá chỉ hơn 1 tỷ thôi thì đây là một căn nhà đáng để cho quý cô chú và anh chị xuống xem nhà trực tiếp. Dạ thì trên video quý cô chú và anh chị tham khảo như thế nào thì khi xuống xem nhà sẽ đúng như vậy Dạ thì toàn bộ những thông tin mà em thương chia sẻ đều là những thông tin thật để cho quý cô chú và anh chị khi đã sắp xếp xuống xem nhà thì mình đỡ phải mất thời gian Quý cô chú và anh chị hiện đang ở các quận trung tâm thành phố thì mình có thể di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, rẽ vào đường Đinh Đức Thiện, chạy đến ngã tư xà đôi, em thương sẽ ra đón quý cô chú và anh chị mình vào xem nhà, nhà mình cách ngã tư xà đôi đúng hai cây số nữa thôi. Hoặc là quý cô chú và anh chị cũng có thể đi theo hướng khác tùy thuộc theo tuyến đường nào mà mình thuận tiện di chuyển thôi. Dạ thì nếu hiện tại quý cô chú và anh chị đang có nhu cầu cần tìm nhà thì nhớ bấm like và đăng ký kênh của em Thương. Mỗi ngày em sẽ cập nhật nhiều mẫu nhà với nhiều phân khúc giá khác nhau để gửi đến cho quý cô chú và anh chị tham khảo. Dạ thì nếu còn gì thắc mắc quý cô chú và anh chị đừng ngại gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo với em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình để cho quý cô chú và anh chị sớm tìm ra được một căn nhà như ý nhất cho gia đình mình. Dạ em thương xin cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi hết video của em. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video mới nhất của kênh Hoài Thương Nhà Đất Bình Chánh.